Bài 2 này, tỉ số lượng giác. Đây là khái niệm mới hoàn toàn cho bọn em. Mới hoàn toàn. Lớp 9 học khái niệm cơ bản về lượng giác. Lớp 10 tiếp tục học lượng giác. Và lớp 11 là học sang phương trình lượng giác. Và nói luôn bọn em là lượng giác là cái khó nhất luôn. Học sinh cực kỳ sợ lượng giác. Sơ bộ phương trình công thức lượng giác nó khoảng tầm 3-40 phương trình công thức. Mà lượng giác lại có cái trò là thuộc nhưng mà chưa chắc là làm được bài. Thuộc công thức nhưng chưa chắc đã làm được bài. Có những cái phần kiến thức, ví dụ hệ tức lượng tam giác vuông, em thuộc công thức hệ tức lượng, em thay số là làm được bài. Nhưng lượng giác thuộc chưa chắc là làm được bài, vì sao? Nó giống như cái vòng tròn ấy. Em biến đổi một thôi một hồi lại thấy về cái đề bài cũ. Giống như kiểu em đi trên một vòng tròn ấy. Giống hoặc là đi trong mê cung ấy, đi một lúc thật lâu lại thấy về cái điểm ban đầu, thì lượng giác có đặc điểm thế. Có nghĩa là thuộc công thức nhưng lại phải đi đúng đường thì mới ra được. Đấy. Xong sang phương trình lượng giác nữa thì lại khoảng tầm mấy chục công thức nữa. Đấy. Sơ bộ thì lát nữa chỉ cần hỏi mọi người cái bảng giá trị lượng giác cho mọi người biết. Có khi chẳng thuộc được. Mà tôi thì không thích bấm máy tính. Yêu cầu phải học thuộc. Đúng rồi. Đấy. Nào, bắt đầu này. Tỉ số lượng giác. Thứ nhất, bây giờ mọi người phải phân biệt được là gì? Thế nào là cạnh đối kề huyền? Có thể mở quyển màu ra, sơ đồ 29. Nếu ai có, mở quyển màu sơ đồ 29. Ai bảo chưa có? Nãy giờ hỏi thì bảo có chưa. Đây. Sơ đồ 29 nhá. Nào nhìn hình. Được chưa? Phần hình nằm phía sau quyển mà, phần đại phía trước mà. Cứ mở sơ đồ 29 ra. Nhìn tam giác. Ở mức cơ bản đầu tiên thì bắt buộc là tỉ số lượng giác của bọn em là phải áp dụng cho tam giác vuông. Sau này lên lớp 10 thì có thể áp dụng cho tam giác bất kỳ. Người ta gọi là định lý sin và định lý cos. Còn bây giờ bọn em chỉ học tỉ số lượng giác áp dụng cho tam giác vuông. Trong một tam giác vuông AMP thì đương nhiên em có góc vuông rồi này. Hai cạnh mà làm cạnh với góc vuông thì gọi là cạnh gì? Cạnh góc vuông đúng không? Cạnh còn lại là cạnh huyền. Trong một tam giác vuông chỉ có duy nhất một cạnh huyền mà thôi, và là cạnh lớn nhất. Pythagore mọi người biết rồi đúng không? Nhắc đến bộ 3, 3, 4, 5, 6, 8, 10 là Pythagore gì? Đúng chưa? Thế bây giờ ta sẽ có khái niệm mới là cạnh đối và cạnh kề. Thế nào là cạnh đối cạnh kề? Ta lấy góc A. Ta lấy góc A là góc alpha nhé. Cạnh mà đối diện với góc A được gọi là cạnh đối. Cạnh mà nằm sát với góc A được gọi là cạnh kề. Đúng không? Còn cạnh huyền thì đương nhiên là cạnh huyền là cố định mà. Thế ta có hai cạnh góc vuông thì tùy thuộc vào góc là vị trí A hay M mà đối kề khác nhau. Nếu ta xét sang góc M thì cạnh đối lại là AP và cạnh kề là MP. Như vậy để phân biệt được đối với kề thì phải xét xem góc gì. Chứ còn bảo tam giác ABC có cạnh AB là cạnh kề, sai. Kề hay đối phải biết là góc gì mà đúng không? Góc B hay góc A mà đúng không? Được chưa? Đây là khái niệm thứ nhất. Tiếp theo là định nghĩa của sin, cos, tan và cotan. Sin thì bằng đối trên huyền. Đọc tắt đấy, vì cạnh đối trên cạnh huyền mà. Sin thì bằng đối trên huyền. Cos thì bằng kề trên huyền. Tan bằng đối trên kề. Và cotan bằng kề trên đối. Người ta thường cái câu đọc tắt là gì? Sin đi học, cos không hư hoặc không học, tan đoàn kết, cotan kết đoàn. Sin đi học là D trên H đúng không? Đối huyền đấy. Cos không học là KH, là kề trên huyền đấy đúng không? Được chưa? Thực ra là mới học thì đọc này cho vui thôi, còn đâu đến trẻ con sao lại cũng phải thuộc cái này. Không thuộc định nghĩa làm sao làm được bài. Được chưa? Như vậy, ví dụ nha, ta có này, sin của góc A thì bằng gì? MP trên AM, đối trên huyền mà đúng không? Tan của góc A thì bằng đối trên kề, chính là bằng MP trên AP. Hiểu chưa? Cos của góc M bằng cos góc M bằng kề trên huyền đúng không? Thì phải là MP trên AM. Góc M thì cạnh kề nó phải là cạnh MP chứ. Đúng không?
Nhuyễn cốt thì bằng kề trên huyền bằng MP trên AM. Chúng mình hiểu chưa? Đấy là khái niệm cơ bản nhá. Tiếp tục ta sang cái dòng màu xanh lá cây. Đó là sin và cốt luôn lớn bằng 0 nhỏ bằng 1. Mọi người vẽ thêm vào đi. Lớn bằng 0 và nhỏ bằng 1. Vì dùng phần mềm thầy được đấy, thầy đang không vẽ được cái dấu bằng. Lớn bằng 0 và nhỏ bằng 1. Sin cốt. Thêm dấu bằng vào. Lớn bằng 0, nhỏ bằng 1. Hiểu chưa? Vẽ bổ sung thêm vào cái quyển màu em. Được chưa? Lớn bằng 0, nhỏ bằng 1. Có nghĩa rằng nếu mọi người tính ra sin của góc A mà bằng 1,5, sai. Sin của góc A luôn phải nhỏ bằng 1. Có nghĩa là có thể 0,99, 0,5, 0,8, 0,7 vân vân. Nhưng 1,001 thì là làm sai. Vì sao? Sin thì bằng đối trên huyền, mà trong tam giác vuông cạnh huyền là cạnh lớn nhất. Thế tử nhọn mẫu thì chắc chắn giá trị phân số phải là nhỏ hơn 1, đúng không? Thế khi nào nó bằng 1? Khi nào thì nó bằng 1? Gì? Khi nào thì nó bằng 1? Khi nào thì nó bằng 1? Khi nào thì bằng 1? Đang hỏi khi nào bằng 1? Trả lời, ai trả lời được? Khi nào nó bằng 0 và khi nào nó bằng 1? Bớt lại một câu hỏi cho mọi người trả lời nha. Sin cốt thì luôn lớn bằng 0 nhỏ bằng 1. Thế mới đang hỏi là khi nào thì sin bằng 0 và khi nào sin bằng 1. Thực ra dễ mà, nát nữa là học thấy ngay mà. Tiếp. Bây giờ ta quay lại cái hình vẽ tam giác AMB. Quay lại hình vẽ AMB. Mọi người thấy sin alpha bằng cạnh nào trên cạnh nào? Tên cạnh. MB trên AM. Sin alpha thì bằng MB trên AM đúng không? Cốt góc M bằng gì? Cốt góc M thì bằng gì? MB trên AM. Cũng là MB trên AM đúng không? Như vậy trong tam giác vuông có một tính chất là sin góc này thì bằng cốt góc kia. Sin góc A thì bằng cốt góc M. Cốt góc A thì bằng sin góc M. Tan góc A thì bằng cô tan góc M. Người ta gọi là phụ chéo. Đấy. Nhưng mà nếu bạn nào mà học chuyên toán hoặc lưng cao toán thì thầy sẽ dạy full luôn phần lượng giác này. Đấy. Ok chưa? Như vậy ta có cái chú ý là gì? Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cốt góc kia, tan góc này bằng cô tan góc kia. Thì hai góc phụ nhau là như nào? Là hai góc có tổng bằng 90 độ. Được chưa? Đấy. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng bằng 90 độ. Như vậy là ta xong các khái niệm cơ bản. Tiếp theo là bảng giá trị lượng giác. Bảng giá trị lượng giác thì mọi người mở lại cái tờ lý thuyết, mở lại tờ lý thuyết trắng của tôi ấy. Bảng trong này nó dễ nhìn, nó to, nó full hơn. Yêu cầu là phải học thuộc cái bảng này. Yêu cầu là phải học thuộc cái bảng này. Thông thường góc lượng giác có thể là bất kỳ 90 độ, 95 độ, 180, 360, 720, 1080 độ, vân vân, có thể rất bất kỳ. Tuy nhiên, chỉ cần thuộc cái bảng nhỏ nhỏ này này thì có thể tính được mọi góc to hơn còn lại. Được chưa? Vì tất cả các góc lớn hơn, kể cả là 1080 đều có thể quy được về các cái giá trị nhỏ hơn 90 độ. Do đó ta chỉ cần học thuộc bảng của góc nhọn là xong. Được chưa? Thế bây giờ mọi người nhìn, sin 0 độ thì bằng 0. Trả lời câu hỏi thứ nhất vừa rồi là khi nào bằng 0 ấy? Khi hai cái đường thẳng hay hai cái cạnh này thì trùng nhau. Đúng không? Hai đường thẳng song song thì góc bằng 0 độ không? Hai đường thẳng trùng nhau góc bằng 0 độ không? Thì sin 0 độ bằng 0. Sin 90 độ 1 có nghĩa là hai đường thẳng này vuông góc. Thì cái góc cần tính là góc vuông ấy thì sin sẽ bằng 1. Tương tự cốt cả bằng 0 1 em nhìn thấy ngay. Được chưa? Tan cô tan tương tự vậy. Vấn đề là làm cách nào để học thuộc cái bảng này. Khuyên mọi người thật là lên học thuộc
cũng giống như khi bắt đầu học hóa ấy, khuyên mọi người học thuộc bảng M lớn ấy, còn nhớ không? Rất nhiều người bảo cái này không phải thuộc, giáo viên không bắt bọn em thuộc, đi thi là người ta cho. Nhưng các bạn mọi người đấy sau khi thuộc thì tính nó nhanh hơn, tốc độ hơn cả. Không phải cứ vừa làm vừa dở, mà chỉ khi đi thi người ta mới cho M lớn chứ lúc làm bài làm gì có đâu. Đúng không? Nên mình phải thuộc thì cái này cũng thế. Thuộc được bảng giá trị lượng giác, lúc làm bài nhìn thấy phát biết ngay, a sin 45 độ căn 2/2. Không cần phải bấm. Được chưa? Sin 60 độ căn 3/2 chẳng hạn, vân vân. Còn nếu ai muốn bấm thì có máy tính không? Lấy máy ra. Mọi người nhìn bên tay phải thấy cái phím sin cốt và tang không? Tất cả lấy máy tính ra. Tất cả lấy máy tính ra dậy bấm luôn. Không khuyến cáo dùng nhưng vẫn phải dậy. Được chưa? Lấy máy tính ra. Hàng nào mà chúng mua được. Mở hết ra máy tính ra chưa? Nhìn bên tay phải thấy sin cốt tang không? Chúng mình bảo rồi nha, lên đổi đi nha. Sau này còn nhiều chức năng khác phải dùng máy của em cũ quá rồi. Bây giờ mọi người bấm sin 30 độ này. Bấm chữ sin. Bấm 30. Nhìn cái chỗ mà bên cạnh có cái độ phẩy 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 không? Ở bên tay trái, ở giữa bên tay trái ấy. Ở cạnh cái ngoặc ấy. Nhìn thấy không? Độ phẩy phẩy phẩy, ba cái phẩy ấy. Thấy hết chưa? Bấm một lần. Thì đấy là sin 30 độ. Được chưa? Bằng 1/2 chưa? Có máy nào không ra 1/2 không? Tiếp tục nhá. Sin 30 độ. Tiếp tục này. 25 phút. Thì mọi người bấm là sin 30 ấn phẩy đến một lần. 25 ấn phẩy lần thứ hai. 25 phút 40 giây. Bấm lần đầu tiên là độ, lần hai là phút, lần ba là giây. Máy tính vẫn thể hiện là dấu phẩy đấy đúng không? Cái độ đấy đúng không? Nó vẫn ra 3 độ nhưng người ta sẽ hiểu là cái đầu tiên là độ, cái tiếp theo là phút, cái tiếp theo là giây. Em hiểu chưa? Đấy, bằng. Em thấy nó bị lẻ chưa? Lúc bấm sin 30 độ là 0,5 mà 1/2 mà đúng không? Nhưng thêm 30 phút 40 giây thì nó sẽ ra 0,50645. Tính tay không tính được. Thực ra là tính được nhưng mà nó quá là lẻ. Trước đây để tính độ phút giây này người ta có cái gọi là bảng số. Nếu bọn em còn nhớ hồi cấp 1 học ấy, mở cái bảng số ra tra gióng hàng gióng cột. Đấy. Nhưng bây giờ máy tính hiện đại rồi. Ta chỉ có thể học thuộc các giá trị lượng giác đẹp như này thôi. 30 độ tao thuộc được, nhưng 31 độ thì bắt buộc phải lấy máy bấm. Mọi người nhớ nhá. Nếu đề cho góc 31 độ, 35 độ, 59 độ chỉ có máy tính mới bấm được. Nhưng chắc chắn là đề sẽ cho em số đẹp. Được chưa? Vì chẳng bao giờ em nhìn ngay này 30 độ 25 phút này 0,50645,18631. Chẳng bao giờ ai đi chép cái số này vào bài tập cả đúng không? Nên thường người ta cho 30 độ là 1/2 chưa? Đấy. Ok nhá, để bấm máy. Ngày tiếp đi, không không biết bấm đâu. Cốt và tang bấm tương tự. Nhưng mọi người nhìn kỹ mà xem, không có phím cô tang. Không có phím cô tang. Thế nếu cô tang 30 độ thì sao? Không bấm được. Nhưng trên máy tính sẽ không thể hiện mà mình vẫn có thể bấm được. Trên máy chỉ có luôn luôn máy làm thế thôi, hiện đại cỡ nào chỉ có sin cốt và tang thôi. Ta có công thức là tang nhân cô tang bằng 1. Thế để bấm ra cô tang thì ta lấy 1 chia tang. Thế bây giờ ta đi bấm cô tang 30 độ nhá. Em bấm này, 1 chia, bấm phân số cũng được, 1 chia tang 30 độ. Bấm 1 trên tang 30 độ thì đấy chính là cô tang. Bằng căn 3 chưa? Em nhìn cái bảng đấy đúng bằng căn 3 không? Hiểu chưa? Mình Khôi. Được chưa? Nhớ nhá, máy tính không có cô tang mà muốn bấm cô tang phải là 1 trên tang. Ok nhá. Đấy là bấm máy. Hiện tại là bọn em mới chỉ học cơ bản nên người ta chỉ để đơn vị độ thôi. Lượng giác còn có đơn vị là radian. Người ta hay ghi là pi trên mấy, pi trên mấy. Được chưa? Nhưng đối với cái chương đầu tiên này của phần hình thì bọn em chỉ học ở dạng độ thôi. Nên lúc nào mà động đến pi ta sẽ hướng dẫn tiếp. Dạy nhiều cái một lúc quá là quên đấy. Đấy là cách bấm. Bây giờ là cách học thuộc bảng. Thực ra cách học thuộc này chỉ nghe tham khảo. Còn đâu dùng nhiều thì tự thuộc. Dùng nhiều tự thuộc mà.
Đi nhiều thì thành đường mà. Trên trái đất này vốn ban đầu làm gì có đường. Đường là do con người ta đi nhiều mà thành mà, đúng không? Đi nhiều ạ. Ở trong rừng thì ban đầu là rừng nguyên sinh, làm gì có đường. Thế nhiều người vào đi vào rừng đấy thì người ta cứ đi mãi một con đường thì có phải thành, người ta gọi là thành đường mòn không? Mà nhiều người đi xong thêm xe cộ nữa thì thành đường lớn không? Đúng không? Xong lại dài thêm bê tông nữa thì thành đường quốc lộ không? Chứ ban đầu rừng làm gì có đường. Đấy chính là cái tác phẩm Lỗ Tấn đấy. Tác phẩm của Lỗ Tấn, sau này lớp 9 em chưa học. Trong đấy ông, trong cái tác phẩm thuốc của Lỗ Tấn ông nói thuốc à? Ban đầu trên trái đất làm gì có đường. Đường là do con người ta đi nhiều mà thành. Nó ý nghĩa lắm cơ ạ. Sơ cơ ông chỉ nghe cho vui. Làm gì có ai giỏi. Học nhiều mới thành giỏi chứ. Làm bài tập nhiều thì mới thành thói quen, mới giỏi được chứ. Lại ngồi tưởng tượng, chơi game thế đúng không? Không cầy cuốc, không đánh nhiều làm sao giỏi được. Đánh tấn không thua nhiều làm sao mà giỏi được đúng không? Không thất tình nhiều làm sao có người yêu nhá. Cứ thả tính chất lực đi, thả nhiều ít nhất kiểu gì cũng phải có con cá cắn câu đúng không? Nào bây giờ mọi người nhìn, trong cái bảng lượng giác này ta chỉ cần học dòng đầu tiên thôi. Ta chỉ cần học dòng đầu tiên. Dòng thứ hai là ngược của dòng đầu tiên. Đối đúng không? Một đằng là không trong tăng dần này, thằng kia lại một trong giảm dần vì không này. Dòng thứ ba là lấy dòng thứ nhất chia dòng thứ hai. Em chia thử mà xem. Tăng bằng sin cos mà. Dòng thứ tư là lấy dòng thứ hai chia dòng thứ nhất. Đúng không? Thế chỉ cần học thuộc dòng đầu tiên. Được chưa? Làm cách nào để học dòng đầu tiên? Lấy bút ghi thêm vào này. Con đầu tiên là không đúng không? Sửa thành căn 0 trên 2. Căn 0 trên 2. Căn 0 trên 2 vẫn còn 0 mà. Còn tiếp theo là 1 phần 2 đúng không? Sửa thành căn 1. Căn 1 trên 2 đấy. Có phải vẫn là 1 phần 2 không? Căn 2 trên 2, căn 3 trên 2 và số 1 sửa thành căn 4 trên 2. Căn 4 trên 2 có phải bằng 1 không? Căn 4 bằng 2, 2 trên 2 1 mà. Thế thì mọi người thấy rằng tất cả đều là mẫu 2. Trên tử tăng dần từ căn 0, căn 1, căn 2, căn 3, căn 4. Nát nữa là căn 4, căn 3, căn 2, căn 1. Mẫu đó là 2. Có đúng không? Quy luật mà. Căn 0, căn 1, căn 2, căn 3, căn 4. Mẫu luôn luôn là 2. Hàm dòng cốt là 4, 3, 2, 1. Nhưng mọi người phải nhớ thứ tự là 0, 30 độ, 4, 5 độ, 60 độ, 90 độ. Có nghĩa là nó cứ tăng dần các số đẹp đấy. 30, 45, 60, 90. Được chưa? Nhưng vẫn nhắc là cái này chỉ tham khảo thôi. Sau này chỉ cần 2 buổi sau là bọn em học vanh vách. Cũng giống như cái phần mờ lớn thôi mà. Được chưa? Tiếp, phần quan trọng nhất. Công thức lượng giác cơ bản. Cái này bắt buộc lát phải chép vào vở nhá. Ngày nào tôi cũng kiểm tra cái này. Ngày nào tôi cũng kiểm tra cái này. Cứ không thuộc thì lại một tờ giang giấy chép. Tang nhân cô tang bằng 1. Tang nhân cô tang bằng 1. Sin bình cộng cốt bình bằng 1. 1 cộng tang bình thì bằng 1 trên cốt bình. Và 1 cộng cô tang bình thì bằng 1 trên sin bình. Đấy là công thức lượng giác cơ bản. Tang bằng sin cốt, cô tang cốt trên sin ta có ở cái phần định nghĩa thôi. Được chưa? Như vậy mọi người bắt buộc phải nhớ các công thức lượng giác cơ bản này. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. Sang trang bắt đầu bài tập cơ bản. Cách vở ra một ít để viết công thức nhá, viết lý thuyết từ nãy giờ đấy, viết tên đề bài, viết công thức, cách ra khoảng chục dòng đi. Bắt đầu ta ghi bài tập 1 này. Mọi người phải tự vẽ hình và vẽ tay cũng được cho nhanh. Cho tam giác đều ABC. Vẽ một cái tam giác đều vào. Cho tam giác đều ABC. Đường cao AH. Kẻ xong chưa? Vẽ tay thôi. Tam giác đều ABC. Đường cao AH. Người ta bắt tính các tỉ số lượng giác của góc ABH
góc ABH. Góc ABH bằng bao nhiêu độ? ABH bằng bao nhiêu độ? 60 độ. Đúng không? Góc HAB bằng bao nhiêu độ? HAB 90 gì mà. HAB bằng bao nhiêu độ? Nhìn hình của mình 30 đúng không? Tam giác đều đường cao AH chính là đường phân giác. Thì đường phân giác chia đôi chưa? Đấy, như vậy ta biết góc ABH 60 độ nhá. Tính các tỷ số lượng giác là tính cái gì? Tính sin, cos, tan, cotan. Như vậy ta có sin ABH. Thì đi, sin ABH bằng sin 60 độ bằng căn 3 trên 2. Thế nếu không thuộc lượng giác phải là từ chỗ này lại chết rồi, lại phải lấy máy bấm hoặc lại đi mở sách ra tra bằng bao nhiêu không? Sin 60 độ bằng căn 3 trên 2. Cos 60 độ bằng 1 phần 2. Tan 60 độ bằng căn 3. Và cotan 60 độ bằng 1 trên căn 3. Cotan 60 độ bằng 1 trên căn 3. Thì đấy chính là tính tỷ số lượng giác của góc ABH. Hiểu chưa? Em có thể tra cái bảng mà. Cos 60 độ bằng 1 trên căn 3 chính là căn 3 trên 3 đấy. Thế tương tự cho góc HAB là 30 độ đúng không? Mọi người lại đi tính sin 30, cos 30, tan 30 và cotan 30. Cái này dễ rồi nhá, tự viết nhá. Hiểu chưa? Cầm. Hiểu không? Ngờ ngờ. Nào sang bài 2 chứ đi, chiếu mẫu cho mọi người hai bài xong để tự làm đã. Sang bài 2 này. Cho hình vuông cạnh A. Lại vẽ một hình vuông, vẽ nhanh vào thì sẽ nhìn ra được ngay. A, B, C, D. Hình vuông cạnh A. Góc A, C, B bao nhiêu độ? Góc A, C, D, A, C, B bao nhiêu độ? Vẽ hình vuông ra kẻ đường chéo A, C thì thấy ngay được rằng góc A, C, B là 45 độ. Đúng không? Đường chéo chia đôi góc mà. Thế biết góc 45 độ rồi lại tính được tỷ số lượng giác không? Sin 45 độ bằng căn 2 trên 2. Cos 45 độ cũng bằng căn 2 trên 2. Tan 45 độ bằng 1. Và cotan 45 độ cũng bằng 1. Thế là xong bài 2. Tính tỷ số lượng giác các góc. Hiểu chưa? Đấy thì rõ ràng là mọi người bây giờ hiện tại là chưa thể thuộc được ngay cái bảng giá trị lượng giác, nên có thể nhìn tra cho nhanh. Nhưng nếu thuộc thì mọi người thấy không? Viết ra phát là đáp số luôn. Chú Khôi được chưa? Mình cầm biết tính chưa? Đi. Ok nhá. Thử xem có bài 3 có vấn đề gì không? Chị nốt bài 3 đi. Làm được vào tờ giấy luôn thì làm, không làm ra vở. So sánh các tỷ số lượng giác sau. Trước khi làm mọi người nhìn đề đi. Sin 30, sin 72, cos 45, cos 75, tan 65, tan 45, cotan 10 và cotan 35. Bây giờ ta thấy này. Đối với sin, góc càng nhỏ giá trị càng nhỏ. 32 nhỏ à 30 nhỏ 72 mà, thì sin 30 nhỏ sin 72. Đối với sin góc càng nhỏ giá trị càng nhỏ. Đối với cos góc càng nhỏ giá trị càng lớn. Như vậy cos thì phải là 45 sẽ lớn hơn 75 độ 10 phút. Sin thì góc càng nhỏ giá trị càng nhỏ. Cos thì góc càng nhỏ giá trị càng lớn. Còn tan thì sao? Tan góc càng nhỏ giá trị cũng càng nhỏ. Cotan lại ngược lại. Đúng không? Thế thì ta ra được ngay rằng sin 30 nhỏ sin 72. Cos 75 độ 10 phút. Ừ. Mọi người ghi được cái xong vừa rồi chưa? Sin và tan ghi này. Sin và tan thì góc càng nhỏ giá trị càng nhỏ.
sin và tan, góc càng nhỏ thì suy ra giá trị càng nhỏ. Cốt và cô tang, góc càng nhỏ giá trị càng lớn. Cốt và cô tang, góc càng nhỏ giá trị càng lớn. Được chưa? Thế thì ta mới thấy ngay là sin 30 độ nhỏ hơn sin 72 độ chưa? Vì góc nhỏ mà. Cốt 45 độ lớn hơn cốt 75 độ 10 phút chưa? Như vậy là câu B là lớn hơn. Câu C, 65 thì lớn hơn 45 đúng không? Thì tang 65 lớn hơn tang 45. Câu D, 10 độ nhỏ hơn 35 thì cô tang 10 độ lại lớn hơn cô tang 35 độ đúng không? Góc càng nhỏ giá trị càng lớn mà. Như vậy ta có dấu nhỏ, lớn, lớn, lớn. Được chưa? Đấy, ok nhá. Như vậy là hướng dẫn cho mọi người xong cái lý thuyết và bài tập ví dụ. Bây giờ mọi người bắt đầu thử tự làm một số bài, xong ta tiếp tục chữa tiếp. Được chưa?